Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em sẽ cùng ôn tập để kiểm tra giữa kỳ 1. Nội dung ôn tập gồm có tất cả là 6 bài học: bài 3, bài 8, bài 11, bài 14, bài 15 và bài số 17. Sau đây cô và các em sẽ cùng vào nội dung chi tiết của từng bài nhé. Bài đầu tiên, bài số 3, tế bào. Một La Mã, cấu tạo và chức năng của tế bào. Thì các em phải nắm cho cô ở phần này là cấu tạo tế bào sẽ gồm 3 phần chính, đó là màng sinh chất, chất tế bào và nhân. Thì màng sinh chất sẽ giúp cho tế bào trao đổi chất. Chất tế bào là cái môi trường thực hiện cái hoạt động sống của tế bào. Và bên trong chất tế bào thì gồm có lưới nội chất, ribosome, ti thể, bộ máy Golgi, trung thể. Nhân thì gồm có nhiễm sắc thể và nhân con. Nhân sẽ là thành phần quan trọng nhất của tế bào bởi vì nó điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Tiếp đến là phần hai La Mã, hoạt động sống của tế bào. Thì tế bào sẽ gồm có tất cả 4 hoạt động: trao đổi chất, lớn lên, phân chia và cảm ứng. Các em nhìn hình, các em sẽ thấy ha, môi trường cung cấp cho tế bào nước nè, muối khoáng, oxy và chất hữu cơ. Tế bào lấy những cái chất đó vào trong cơ thể và sau khi sử dụng xong thì tế bào trả lại cho môi trường khí CO2 và các chất bài tiết. Và đồng thời cái quá trình trao đổi chất sẽ giúp cho tế bào được tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động. Thì tế bào trao đổi chất hàng ngày nó sẽ lớn lên, đến một giai đoạn nào đó thì nó sẽ phân chia. Và khi tế bào phân chia, tức là tế bào gia tăng về số lượng, thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ lớn lên và sinh sản. Khi có một cái tác động kích thích từ môi trường bên ngoài tác động lên tế bào thì tế bào sẽ cảm ứng, tức là cảm nhận và phản ứng lại kích thích đó. Và khi tế bào cảm ứng thì cơ thể của chúng ta cũng phản ứng lại với cái kích thích. Tiếp theo là bài số 8, cấu tạo và tính chất của xương. Một La Mã, cấu tạo của xương. Đầu tiên là cấu tạo và chức năng của xương dài. Thì các em nhớ cho cô là xương dài sẽ gồm có hai phần chính là đầu xương và thân xương. Đầu xương thì nó có cái phần sụn bọc ở hai đầu xương để giúp giảm ma sát. Và ở bên trong của hai đầu xương nó sẽ là các mô xương xốp với các nang xương để phân tán lực và tạo ô chứa tủy. Còn cái thân xương là cái phần ở giữa của xương ha, nó có dạng hình ống. Thì nó sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là màng xương sẽ giúp cho xương to ra về bề ngang. Tiếp theo lớp bên trong là mô xương cứng, cứng chắc để chịu lực. Và trong cùng là một cái khoang rỗng gọi là khoang xương sẽ chứa tủy đỏ ở trẻ em. Hoặc là ở người lớn thì nó sẽ chứa tủy vàng. Tiếp theo phần 2 nhỏ là cấu tạo của xương ngắn và xương dẹt. Thì xương ngắn và xương dẹt nó không có cấu tạo hình ống như xương dài. Nó chỉ có hai lớp thôi. Lớp ngoài nó sẽ là mô xương cứng và lớp bên trong là mô xương xốp có nhiều nang xương. Sự to ra và dài ra của xương. Xương lớn lên về bề ngang là nhờ sự phân chia của các tế bào màng xương. Và xương dài ra là nhờ sự phân chia và hóa xương của các tế bào sụn tăng trưởng. Điều này giúp cho chúng ta cao lên mỗi ngày. Nhưng mà cái chiều cao của chúng ta nó chỉ được phát triển bắt đầu từ khi mới sinh cho đến lứa tuổi trưởng thành. Qua tuổi trưởng thành thì xương không có dài ra nữa vì sụn tăng trưởng sẽ biến mất. Ba La Mã, thành phần hóa học và tính chất của xương. Xương gồm có hai thành phần là chất hữu cơ hay còn gọi là cốt giao và chất vô cơ, muối khoáng, chủ yếu là canxi. Và cái cốt giao làm cho xương mềm dẻo, còn chất vô cơ canxi làm xương vững chắc.
Vì vậy, xương có hai tính chất là vừa mềm dẻo và vừa vững chắc. Tỷ lệ chất cốt dao sẽ thay đổi theo độ tuổi. Tuổi càng cao thì tỷ lệ chất cốt dao nó sẽ càng giảm, cho nên là xương mất dần độ mềm dẻo. Vì vậy mà xương rất là giòn và xương dễ bị gãy. Tiếp theo chúng ta qua bài 11, tiến hóa của hệ vận động, vệ sinh hệ vận động. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú. Các em sẽ nhớ cho cô sự tiến hóa của xương người so với xương thú là nó sẽ có tất cả 7 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là hộp sọ sẽ phát triển. Đặc điểm thứ hai là lồng ngực nở rộng sang hai bên. Đặc điểm thứ ba là cột sống ở người sẽ cong ở bốn chỗ. Đặc điểm thứ tư là xương chậu nở. Đặc điểm thứ năm, xương đùi lớn. Đặc điểm số 6, xương bàn chân sẽ có hình vòm. Và đặc điểm số 7, xương gót chân phát triển. Phần 2 la mã chúng ta không học. Phần 3 la mã vệ sinh hệ vận động. Thì để cho hệ cơ và xương nó phát triển tốt ha, thì chúng ta cần rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên và lao động vừa sức. Khi chúng ta mang vác hoặc là khi chúng ta ngồi học thì chúng ta cần lưu ý chống cong vẹo cột sống. Ở trên hình chúng ta sẽ thấy là cái cách đeo ba lô, đeo túi xách đúng cách là chúng ta phải đeo đều cả hai vai để phân cho cái trọng lượng của cái ba lô nó chia đều ra cả hai vai, chứ không nghiêng ở một bên vai làm cho cột sống của mình sẽ nghiêng về phía bên đó làm bị cong vẹo cột sống. Hoặc khi ngồi cũng vậy ha, chúng ta không cúi sát bàn, không kê sát mắt vào tập, chúng ta phải ngồi thẳng lưng. Và cái mắt cách tập 30 cm. Tiếp theo là bài 14, bạch cầu miễn dịch. Một la mã, các hoạt động chủ yếu của bạch cầu. Đầu tiên ha, mình sẽ thấy bạch cầu là tế bào trong suốt, có nhân và hình dạng không nhất định. Và trên hình là 5 loại bạch cầu mà chúng ta đã được giới thiệu sơ qua ở bài số 13. Chức năng của bạch cầu là tham gia bảo vệ cơ thể, và nó sẽ tham gia bảo vệ cơ thể bằng 3 cách, gọi là 3 hàng rào phòng thủ để chống vi khuẩn và virus xâm nhập. Cái cách thứ nhất chúng ta gọi là sự thực bào, tức là bạch cầu trung tính, bạch cầu mono nó sẽ dùng chân giả bắt và nuốt vi khuẩn khi có vi khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể. Cách thứ hai là bạch cầu lympho B, nó sẽ tạo kháng thể vô hiệu hóa kháng nguyên. Vậy thì kháng nguyên là gì và kháng thể là gì? Kháng nguyên là những yếu tố từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Kháng nguyên sẽ có trên bề mặt của virus, bề mặt vi khuẩn hoặc là trong nọc độc của ong hoặc là rắn, vân vân. Còn kháng thể là các protein do cơ thể của chúng ta tiết ra để chống lại kháng nguyên. Khi kháng nguyên vào thì cơ thể mình mới bắt đầu lấy thông tin của kháng nguyên để tạo ra kháng thể. Vì vậy, kháng nguyên và kháng thể làm việc theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa, tức là kháng nguyên nào thì kháng thể ấy. Chỉ có cái kháng thể vừa mới được tạo ra thì mới trị được cái thằng kháng nguyên mới vô mà thôi. Không thể lấy kháng thể khác hoặc là kháng thể có sẵn trong cơ thể để đánh đuổi kháng nguyên vừa vào. Cách thứ ba là bạch cầu lympho T sẽ tiết ra protein phá hủy các tế bào đã bị nhiễm bệnh. Các em sẽ nhìn hình, các em thấy ha, cái tế bào lympho T nó có những cái phân tử protein đặc hiệu và nó sẽ đi tìm những cái tế bào của virus nó xâm nhập vào rồi. Bắt đầu nó sẽ kết nối với tế bào đó và nó tiết ra protein đặc hiệu, protein độc á, để phá hủy cái tế bào đã bị nhiễm bệnh. Hai la mã miễn dịch. Thì miễn dịch là gì? Miễn dịch là khả năng cơ thể không mắc một bệnh nào đó.
Mặc dù chúng ta đang sống trong môi trường có mầm bệnh, thì miễn dịch sẽ được chia ra làm hai loại là miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Trong miễn dịch tự nhiên thì nó cũng có hai loại, đó là miễn dịch bẩm sinh là khi sinh ra đã có khả năng không mắc một bệnh nào đó rồi. Ví dụ như bệnh tôi gà, bệnh lở mồm long móng ở động vật thì con người của chúng ta nghiễm nhiên không mắc phải. Và miễn dịch tập nhiễm là những miễn dịch có được sau khi cơ thể bị mắc một bệnh nào đó và tự khỏi. Ví dụ như người bị bệnh đậu mùa, bị sởi, bị quai bị thì sẽ không mắc lại các bệnh đó một lần nữa, gọi là miễn dịch tập nhiễm. Miễn dịch thứ hai là miễn dịch nhân tạo. Miễn dịch nhân tạo là miễn dịch có được sau khi cơ thể được tiêm vaccine phòng bệnh. Ví dụ như vaccine lao, vaccine viêm gan B, vaccine viêm trị rubella hoặc là vaccine ngừa COVID-19 mà các em vừa mới được tiêm. Thì vaccine nó là có chứa độc tố của vi khuẩn và virus gây bệnh đã được làm yếu. Cho nên khi chúng ta tiêm vào thì nó sẽ kích thích cho cơ thể của chúng ta tiết ra kháng thể. Và cái kháng thể đó được dùng để trị những cái con virus hoặc vi khuẩn sau này xâm nhập vào cơ thể khi dịch bệnh nó bùng phát. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài 15, đông máu và nguyên tắc truyền máu. Một La Mã đông máu. Thì đông máu là gì? Đông máu là một cơ chế bảo vệ cơ thể để chống mất máu. Và nhắc đến đông máu thì chúng ta nhớ liền đó là chức năng của tiểu cầu. Thì tiểu cầu sẽ làm như thế nào? Các bạn nhìn cho cô cái cơ chế hình bên dưới. Khi chúng ta bị một cái vết thương nào đó thì lập tức tiểu cầu sẽ được huy động đến ở khu vực có vết thương, mạch máu bị vỡ đó. Thì tiểu cầu nó sẽ vỡ ra, nó giải phóng enzyme. Và lúc này trong huyết tương của mình thì có cái chất sinh tơ máu. Thì cái enzyme nó sẽ kết hợp với lại ion canxi cộng 2. Nó biến cái chất sinh tơ máu trở thành tơ máu, thành những sợi tơ máu ha. Những sợi tơ máu này nó sẽ đan vào nhau tạo thành một cái tấm lưới và nó ôm giữ lấy các tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu để tạo thành một cái khối máu đông. Và khối máu đông này nó sẽ có tác dụng là bịt kín cái vết thương, ngăn không cho máu chảy ra khỏi mạch máu nữa để chúng ta không bị mất máu. Tiếp tục hai La Mã, các nguyên tắc truyền máu. Đầu tiên là các nhóm máu ở người thì các bạn đã biết rất rõ rồi, ở người sẽ có tất cả là 4 nhóm máu: nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu O và nhóm máu AB. Sơ đồ truyền máu là chúng ta nhìn lên hình ha, chúng ta sẽ thấy ha. Thì cái sơ đồ truyền máu mình sẽ thấy, mình nhìn vào trong sơ đồ mình sẽ biết được là nhóm máu nào sẽ truyền được cho nhóm máu nào. Thì đầu tiên là xét cái yếu tố cùng nhóm máu, thì các yếu tố cùng nhóm máu nó sẽ truyền được cho nhau. Ví dụ như O có thể truyền được cho nhóm máu O, A truyền được cho A, B truyền được cho B và AB truyền được cho AB. Bây giờ xét cái yếu tố khác nhóm máu, thì nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho, là bởi vì nó có thể truyền được cho cả ba nhóm máu còn lại. Và nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận, bởi vì nó nhận được của cả ba nhóm máu còn lại nhưng mà nó không truyền đi được cho nhóm máu nào ngoại trừ chính nó. Nhóm máu A thì có thể truyền được cho AB và truyền được cho chính nó mà thôi. Nhóm máu B tương tự cũng vậy, truyền được cho AB và truyền được cho chính nó. Thì các bạn sẽ nhớ cho cô cái nguyên tắc để truyền máu là kháng thể alpha sẽ gây kết dính với kháng nguyên A và kháng thể beta gây kết dính với kháng nguyên B. Cho nên là nếu như người cho mà trong nhóm máu có kháng nguyên A thì người nhận có kháng thể alpha thì là không truyền được vì sẽ gây hồng cầu bị kết dính. Tương tự ha, người cho có nhóm máu có kháng nguyên B mà gặp cái người nhận có nhóm máu có kháng thể beta thì cũng không thể truyền máu được vì hồng cầu sẽ bị kết dính. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu. Thì trước khi bất truyền một loại máu nào thì
yêu cầu đầu tiên là chúng ta phải làm xét nghiệm trước để chúng ta chọn loại máu truyền cho phù hợp. Thứ nhất là tránh được tai biến ha, hồng cầu của người cho kết dính trong huyết tương của người nhận gây tắc mạch. Mình sẽ xem là cái người nhận, người cho có nhóm máu nào có thể truyền được cho người nhận đó hay không. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ xét nghiệm luôn nhóm máu của người cho đó có những cái bệnh gì không, để tránh bị người nhận bị nhận những cái máu mà có tác nhân gây bệnh. Bài 17, tim và mạch máu, một la mã cấu tạo tim. Thì chúng ta nhìn hình chúng ta sẽ thấy là tim của chúng ta được cấu tạo bởi cơ tim và mô liên kết ha. Và cái điều cần nhớ là tim được tạo thành bởi bốn ngăn tim: tâm nhĩ, hai tâm nhĩ trái và phải ở trên và hai tâm thất trái và phải ở dưới. Giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái, tâm nhĩ phải và tâm thất phải, nó sẽ có hệ thống van tim. Van tim và giữa tâm thất với lại động mạch nó cũng sẽ có hệ thống van, van động mạch, gọi là van động mạch. Những cái van này sẽ giúp cho máu luôn luôn chảy theo một chiều mà không được phép chảy ngược lại. Thì trong bốn cái ngăn tim thì thành của cái ngăn tâm thất trái là dày nhất. Bởi vì cái đường đi của tâm thất trái khi co bóp đẩy máu lên trên động mạch chủ nó sẽ đi rất là xa, đi lên tới đầu và đi xuống dưới chân để nuôi cơ thể, cho nên là cái lực co bóp nó phải đủ mạnh, vì vậy thành phải dày để đảm bảo chắc chắn cho tâm thất trái. Hai la mã cấu tạo mạch máu thì các bạn cũng biết rồi, chúng ta học rồi, đó là có tất cả ba loại mạch máu là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Về cấu tạo thì cả động mạch và tĩnh mạch đều có ba lớp ở cái thành, là lớp bên ngoài là mô liên kết, ở giữa là cơ trơn và trong cùng là lớp biểu bì. Nhưng ở động mạch thành sẽ dày hơn là tĩnh mạch, và ở mao mạch thì chỉ có đúng một lớp biểu bì mỏng mà thôi. Về cấu tạo lòng bên trong thì tĩnh mạch sẽ rộng nhất, tiếp đến là động mạch và cuối cùng hẹp nhất là mao mạch. Về đặc điểm khác thì động mạch là nó có cái động mạch chủ lớn và nhiều động mạch nhỏ. Đồng thời cái áp lực máu chảy bên trong nó lớn nên là nó sẽ nghe được tiếng động, tiếng đập của cái máu chảy theo nhịp tim. Còn ở tĩnh mạch thì hệ bên trong nó sẽ có cái hệ thống van để giúp cho máu luôn luôn chảy theo một chiều trong tĩnh mạch, nhất là những cái tĩnh mạch nào mà nó chảy từ ở dưới chân trở về tim, tức là nó chảy ngược chiều trọng lực, thì nó phải có van để giúp cho máu nó không bị chảy ngược trở lại. Và mao mạch thì nó nhỏ và nó phân nhánh rất là nhiều. Về chức năng các bạn phải nhớ cho cô ha, động mạch là cái mạch máu dẫn từ tim đến các cơ quan. Và vì nó gần tim, nó đi bắt đầu từ tim cho nên là nó đi với cái áp lực rất là lớn và vận tốc lớn do cái lực đẩy của tim co bóp. Còn tĩnh mạch là dẫn máu từ các cơ quan, các tế bào của cơ thể trở về tim, cho nên là vận tốc và áp lực của nó nhỏ. Còn mao mạch là cái nơi trao đổi chất với tế bào, tức là nó sẽ nằm giữa động mạch và tĩnh mạch. Chu kỳ co giãn của tim. Tim co giãn theo chu kỳ. Mỗi chu kỳ sẽ có 3 pha. Một chu kỳ thì nó sẽ kéo dài 0,8 giây, tương ứng với một nhịp đập của tim. Và trong một chu kỳ nó sẽ diễn ra lần lượt 3 pha theo thứ tự. Pha thứ nhất là pha nhĩ co kéo dài 0,1 giây. Trong pha nhĩ co thì lúc này tâm nhĩ nó sẽ co lại, nó làm việc để đẩy máu từ tâm nhĩ đi xuống tâm thất. Hết pha nhĩ co sẽ đến pha thất co kéo dài 0,3 giây. Thì lúc này tâm thất nó sẽ co lại để nó đẩy máu từ hai tâm thất đi lên hai động mạch. Hết pha thất co sẽ đến pha giãn chung kéo dài 0,4 giây, tức là lúc này cả tâm nhĩ và tâm thất đều không làm việc,
và tim sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn. Như vậy, khi mà trong một chu kỳ co giãn thì tim làm việc phân nửa thời gian và đồng thời có phân nửa thời gian để nghỉ ngơi. Vì vậy mà tim có thể làm việc không mệt mỏi suốt cái cuộc đời của các bạn. Và nhờ cái sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim qua ba pha thì máu nó sẽ luôn luôn được bơm theo một chiều, bắt đầu đi từ tâm nhĩ và đi xuống tâm thất, rồi từ tâm thất đi vào các động mạch. Tiếp theo là phần hướng dẫn về nhà. Về nhà các em học bài để chuẩn bị cho phần kiểm tra giữa học kỳ. Thời điểm thực hiện kiểm tra là tuần 10 và kiểm tra theo thời khóa biểu ở lớp. Hình thức kiểm tra là tự luận hoàn toàn, gồm có 5 câu hỏi, 2 câu visa và 3 câu hỏi lý thuyết. Thời gian làm bài là 45 phút. Bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau. Mến chào tạm biệt các em.